Xin chào cả nhà. Hôm nay mình giới thiệu với cả nhà một cái dòng cây rất chi là đẹp, hoa đỏ. Hoa đỏ là bao giờ là cũng là mang cái sự may mắn, thuận lợi, tài lộc. Nếu mà anh chị sở hữu trồng một cây này tại nhà mình hoặc là nơi làm việc ạ. Vâng, đây là cái cây hoa hồng môn. Hoa hồng môn thì cây nó rất chi là dễ trồng. Mình trồng chậu được, trồng trong nhà, trồng ở ngoài vườn cũng được ạ. Nhưng mà đặc biệt bây giờ cái cây này nó đã được cấy cho vào những cái chậu nhỏ để mình có thể mang vào trong nhà để tạo cho cái không gian của gia đình mình những cái màu sắc tươi tắn rực rỡ. Cây hồng môn này thì cái hoa của nó là màu đỏ. Đây, cái kiểu cánh hoa của nó này gần giống như cây lan ý cả nhà nhé. Nhưng lan ý của nó này, kiểu hoa giống như lan ý nhưng mà lan ý là màu trắng, còn hồng môn nó lại là màu đỏ. Đấy, lá lan ý nó lại dài hơn. Đấy, nó chỉ có gần giống kiểu cái hình dáng nó giống thôi, còn màu sắc nó khác hẳn nhau. Cái hồng môn thì nó cũng là dạng thân bụi. Đây này, sau nó đẻ, nó gọi theo là giống theo sau nó đẻ như thế này. Đấy, sau nó đẻ ra rất nhiều, để hiện tại nó đang ra rất nhiều những cái mầm, cái cây con đây này. Hồng môn này thì cây nó rất chi là khỏe, hoa bền, hoa lâu lắm, và hàng tháng trời là cũng không tàn được. Đấy, nó cứ giữ mãi như thế này này, chơi lâu lắm. Lá thì lúc nào xanh mướt đẹp. Đây mình để trong nhà đây, nó xanh mướt. Đấy, một bụi nhỏ nhỏ xinh xinh rồi bây giờ nó đẻ ra được nhiều thế này. Đấy, với cái cây chậu nhỏ như thế này mình có thể đặt ở bàn, ở trong nhà, ban công. Đấy. Cái thứ hai là mình có thể trồng treo cũng được, mình trồng đẻ ở ban cũng được. Nó đẻ rất là nhiều cây. Một chậu nhỏ này mình có thể mình tách ra mình trồng ở những cái chậu khác là ok. Đặc biệt là khi nếu mà anh chị mà để trồng ở bồn ở ngoài vườn thì không nói làm gì. Anh chị là trồng ở trong chậu nhựa, chậu men ấy thì nên để ý cho mình là cái chậu đấy là phải có cái chỗ lỗ ở dưới để thoát nước. Cái này thì mình cũng tưới vừa đủ nước thôi, không cần tưới sũng quá. Thỉnh thoảng mình cho ra ngoài nắng để cho cây hoa nó rực rỡ hơn. Nếu mà để trong nhà thì hoa nó sẽ không đỏ bằng ngoài nắng đâu. Thỉnh thoảng mình cho ra ngoài nắng một chút thì là màu đỏ nó sẽ thắm hơn. Để sở hữu được cái cây hoa hồng môn này thì anh chị có thể kết nối được với cả nhà vườn. Nhà em có hai địa chỉ là Văn Lâm Hưng Yên và Long Biên. Công ty giống cây trồng Hải Đăng ở Long Biên và Văn Lâm Hưng Yên. Đấy. Anh chị có thể kết nối qua Zalo hoặc số điện thoại của nhà vườn để nhà vườn có thể chốt đơn cho anh chị với những cái cây cảnh như thế này. Cây này nó cũng thanh lọc không khí rất chi là tốt. Đây này, rất chi là đẹp ạ. Hôm nào có màu xanh màu đỏ rực rỡ. Cây thì nó đẻ ra rất là nhiều con, cây con này, rất là nhiều cây con nhé. Đây, em quay cho trực tiếp, em gửi trực tiếp cho anh chị đây này. Đấy, anh chị có nhu cầu đặt hàng thì cứ nhắn trực tiếp trên Zalo của nhà vườn nhé, để nhà vườn lên đơn nhé. Đây, video của em kết thúc tại đây nhé.